Tiếp Slavia ở lượt ba bảng G Europa League, Roma không có Paulo Dybala, Renato Sanchez, Lorenzo Pellegrini, Tammy Abraham, Leonardo Spinazzola, Chris Smalling và Maras Kumbula đều vì chấn thương. Số cầu thủ này cũng nhiều khả năng không kịp bình phục để đấu Inter ở Serie A ngày 29 tháng 10. Vì vậy, Mourinho thừa nhận rất lo lắng mỗi lần thấy cầu thủ bị đau trong trận đấu với Slavia. Huấn luyện viên Roma nói sau trận, hôm nay, tôi cứ tưởng Brian Cristanti chấn thương và thấy mình như sắp quẫn trí. Tôi nghĩ đồng nghiệp Simone Inzaghi không có cảm giác như vậy nếu một cầu thủ Inter bị đau, vì đội ngũ của họ đủ dày. Nhưng với Roma lúc này, bất kỳ vấn đề nhỏ nào cũng là thảm họa. Trận đấu tại Olimpico hôm qua mang tính chất định đoạt đỉnh bảng G khi Roma và Slavia cùng có 6 điểm. Đội bóng CSK chưa nhận bàn thua nào qua hai lượt đầu, nhưng bị Roma xé lưới chỉ sau 43 giây với pha cứa lòng từ ngoài vòng cấm đẳng cấp của Eduardo Bap. 16 phút sau, Romelu Lukaku toát xuống và dứt điểm chân trái tung nóc lưới đội khách ấn định tỷ số. Chiến thắng 2-0 giúp Roma độc chiếm đỉnh bảng G với 9 điểm, hơn chính Slavia 3 điểm, trong khi Serif Tiraspol và Servette cùng có 1 điểm. Nếu tiếp tục thắng Slavia ở lượt tiếp theo ngày 9 tháng 11, Roma sẽ giành vé đi tiếp sớm 2 lượt. Mourinho không có mặt ở khu kỹ thuật do đang bị Liên đoàn bóng đá châu Âu, UEFA, cấm chỉ đạo 4 trận vì lăng mạ trọng tài Anthony Taylor ở chung kết Europa League mùa trước, nhưng vẫn dự buổi họp báo sau trận. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha hài lòng và xem việc Roma ghi bàn từ cú sút đầu tiên là điều hiếm hoi, qua đó giúp đội nắm lợi thế trước câu lạc bộ thi đấu bài bản. Huấn luyện viên Bồ Đào Nha cho rằng Evan Enica, Gianluca Mancini, Brian Cristanti hay Lukaku xuống thể lực vì liên tục thi đấu thời gian qua, khiến Roma giảm cường độ trong hiệp 2, nhưng vẫn kiểm soát thế trận. Dù vậy, Mourinho tiếp tục cảnh báo rằng Roma sẽ trải qua trận đấu khó khăn vào cuối tuần này, vì Inter ở cấp độ hoàn toàn khác. Ông nói, thật không may đây là hai đội hoàn toàn khác nhau. Inter có hai đội hình, có thể xoay tua và cho các cầu thủ nghỉ ngơi. Họ có hai cầu thủ cho mỗi vị trí, do đó có rất nhiều năng lượng. Trước Slavia, vì khủng hoảng nhân sự, Roma phải đôn 6 cầu thủ trẻ từ học viện lên ngồi dự bị, gồm thủ thành Pietro Mua 21 tuổi, các tiền vệ Riccardo Pagano 18 tuổi, Michelo Piccioli 19 tuổi, Francesco D'Alessio 19 tuổi, Luigi Cherubini 19 tuổi và tiền đạo Joao Costa 18 tuổi. Trong đó, Pagano và Cherubini được vào sân ít phút cuối trận. Mourinho xem đây điều khó khăn, nhưng đồng thời là trải nghiệm mới trong sự nghiệp. Ông chúc mừng Cherubini với màn ra mắt Roma. Tâm điểm màn đại chiến tại vòng 10 Serie A ngày 29 tháng 10 sẽ là Lukaku người đã lật kèo với Inter rồi gia nhập Roma theo hợp đồng cho mượn hè này. Theo Football Italy, người hâm mộ Inter sẽ phát 30.000 chiếc còi để tạo ra tiếng động chói tai mỗi khi tiền đạo bị chạm bóng khi trở lại sân Giuseppe Meazza cuối tuần này. Khi được hỏi làm cách nào giúp Lukaku vượt qua áp lực này, Mourinho đáp, không gì cả. Lukaku chỉ cần nghỉ ngơi. Đó là trận đấu lớn với đối thủ siêu hạng, nhưng tất cả những gì chúng tôi cần làm là nghỉ ngơi.